Mẹ ơi, Diệp nói với con, bác Sinh không phải là người sát hại bố. Còn có kẻ khác liên quan đến vụ này. Mẹ đã từng nghe qua chuyện này chưa? Làm gì có chuyện đấy? Con toàn nghe họ nói linh tinh thôi. Diệp không bao giờ lừa con cả. Và con tin Diệp. Này, thế người yêu cháu thì có liên quan gì đến ông Sinh? Diệp là cô gái mà cháu hay tâm sự với chú ấy ạ. Cô ấy là em của chị Nam. Mẹ ơi, bọn con đang yêu nhau, mẹ ủng hộ cho bọn con nhé. Không, mẹ không đồng ý đâu. Mẹ cứ thử tiếp xúc với Diệp đi, cô ấy rất đáng yêu đấy ạ. Con bị mẹ con nhà nó lừa rồi. Mà con nói với mẹ là con chỉ yêu chơi bời, chỉ để trả đũa vì con bé nó lừa con. Vậy mà con mù quáng như thế à? Con có biết chị Thi đang phải khổ sở vì phải sống chung với con của kẻ giết bố mình không? Nếu như bác Sinh không phải là người đã giết bố con thì ân oán của hai gia đình cũng sẽ được hóa giải. Chuyện này cũng tốt cho chị Thi mà mẹ. Thôi, chuyện này nên chấm dứt ở đây đi. Cháu nói với mẹ cháu một câu đi. Mẹ đang mệt, để lúc khác. Dù mẹ không ủng hộ con với Diệp, con vẫn sẽ yêu cô ấy. Dũng, mẹ đã nói bọn họ lừa con, tại sao con không hiểu à? Con với Diệp sẽ minh oan cho bác Sinh mẹ. Ngày đó em vẫn thường khóc thầm trong đêm, đời trái ngang bao khổ đau. Người đến với nhau sau nhiều ưu phiền gian nan, người nằm xuống khóc thương cho người ở lại, gạt nước mắt xua đêm đến tìm về nơi yêu thương ngập tràn. Đời là thế, khổ đau sẽ niềm vui. Hãy subscribe.